80 bát đó, 1 ký thôi. Măng cục. Lấy đi. Mênh mông bao la, trái cây, xoài thái ngọt vô biên luôn. Ở trái này trái gì ngộ quá, 300 mà. Không biết. Chủ tiệm đây à, mỗi cửa tiệm có hình luôn nha, hình người chủ tiệm nè, thấy không? Wow, ngọt, ngọt quá, ngọt luôn, đồ của Thái Lan ngọt dễ sợ luôn. Trái cây hái ngọt.